Hello, xin chào toàn thể anh em. Đợt rồi add con kèo Celo thì cũng có người vào, cũng có người không vào. Những anti thì cũng chê, nhưng mà chê thì chê chứ bây giờ thì nó cũng từ năm 5,2 đô, bây giờ nó lên hôm qua nó lên 8 đô rồi, thì cũng tăng khoảng hơn 50% rồi. Thì hiện tại con Celo nó vẫn còn có khả năng nó tăng tiếp, tại vì cái trend dòng tiền đổ vào hệ sinh thái đang còn mạnh. Thì nhiều bạn có một cái thắc mắc là không biết cách add cái trend Celo trend mainnet vào MetaMask và cách mua như thế nào. Thì nay Athen làm cái video này. Nó cũng khá là đơn giản thôi. Hướng dẫn các bạn add cái Celo Chain Mainnet vào MetaMask và sau đó là tiến hành mình thử giao dịch. Ha. Ok, các bạn đợi chút xíu nhé, mình mở cái chat con Celo đang bình thường mình đang xài Chrome cơ, nhưng mà để hướng dẫn anh em thì mình bật Firefox lên, mình giống như mình làm lại từ đầu cho mọi người biết. Đó, thì mình có cài MetaMask vô rồi nè. Đó. Thì mình cũng có đặt bắt buộc cho cái MetaMask này. Bây giờ là khi mà mặc định cài MetaMask vô thì nó chỉ có cái mạng gọi là mạng Ethereum thôi. Đó, mạng Ethereum thì mình muốn chuyển đổi mạng Ethereum thì mình click vô cái chữ này. Đó là nó sẽ có những cái mạng khác nhau, thì cái mạng Binance Smart Chain này là cái mạng mà Athen add vô từ trước rồi, còn Celo thì chưa add. Đó thì đầu tiên á, thường á bất kỳ một cái mạng nào á là để add vào MetaMask á thì Athen thường hay lên Google, mình search từ là how to add Celo chain to MetaMask. Đó, nó sẽ ra những cái kết quả ở trên đầu. Nhưng mà thường mình nếu mà mình add cái mạng Celo thì mình tìm cái trang nào mà nó có cái bên Celo á, mình vào cho nó chắc chắn. Và những cái hướng dẫn ở dưới á, thì cũng 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 sẽ có những cái hướng dẫn tiếng Việt như bên Coin98 có viết và những cái trang khác. Nhưng mà giả sử như mà cái trang này đã còn mới mà chưa có người hướng dẫn á, thì thường nó sẽ tạo hướng dẫn ở trên cái trang 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 chủ của nó. Thì bây giờ mình vào cái này đây, setup bằng tay adding Celo network to MetaMask. Thì do con Celo này nó mainnet rồi á, thì mình sẽ sử dụng cái đoạn này cái đoạn màu đen đây. Đó thì bản thân của cái doc này nó là một cái hướng dẫn rồi, mình chỉ cần mình mở, tức là nếu mà bạn biết một chút tiếng Anh á, mình mở ra mình làm theo hướng dẫn này là được. Ok, vậy bây giờ mình tiến hành luôn nha. MetaMask của Athen là bên phải nè. Đó. Mình chỉ cái việc mình điền những cái field này vào thôi. Ok, bây giờ mình vào MetaMask nha. Mình chọn nha, đầu tiên mình chọn chain trước, mình mở ra mình không thấy cái chain Celo nào ở trong đây hết. Rồi mình chọn custom. Rồi, đó, bây giờ mình chỉ cần mình ghi y hệt. Celo.org chain 4 42220 Celo. Đó, nó y hệt, mình chỉ cần nhấn sao thôi. Rồi, đó, coi như là nó đã ra rồi. Là mình đang ở trong cái mạng Celo Mainnet rồi. Đó, bây giờ thí dụ như bất kỳ một cái mạng nào nha. Thí dụ như mạng Ethereum thì phải cần ETH làm phí. Tức là khi bạn giao dịch trên mạng Ethereum á, trên các sàn DEX á, thì bạn cần phải sử dụng ETH làm phí. Bên BSC thì bạn cần phải sử dụng Binance làm phí.
Thì bên Celo thì cũng có những cái, tức là cũng có những cái token trong hệ sinh thái của nó, và tất cả những cái token đó mà khi giao dịch trên cái trang của Celo thì phải cần dùng Celo làm phí. Cho nên là các bạn lưu ý điểm này, nếu mà bạn add chain vô mà bạn tiến hành bạn mua, bạn không chuẩn bị một ít Celo là sẽ không được. Tức là trong cái lúc bạn mua token ở trên sàn DEX thì bạn phải cần một ít Celo làm phí. Một số bạn á, là không chuẩn bị Celo, cho nên là dẫn đến cái việc mà mua hoài không được. Chẳng hạn như các bạn sử dụng đô để mua token nhưng mà bạn không có Celo là bạn sẽ không thực hiện được giao dịch. Bây giờ mình sẽ tiến hành add một vài token, chẳng hạn như ở đây là nó ví dụ là đồng CUSD. Đó là đồng mà một đồng stablecoin trên mạng Celo, nó ký hiệu là CUSD và Euro cũng vậy. Thì thường á, là mình sử dụng CUSD chứ mình ít sử dụng Euro lắm. Nó có cái con chắc đây nè. Mình chỉ cần copy nó. Mình vô mạng Celo. Mình add nha. Tức là nó có cái chữ add token này. Mình dán vô là nó hiện ra CUSD. Add token. Rồi, tương tự. Ví dụ như bạn là bạn muốn add token Mola, Uber. Đó, bây giờ mình lên cái này trước đi. Mình lên CoinGecko, mình search cái Uber Swap. Đó là AMM đầu tiên, tức là sàn DEX á, đầu tiên trên mạng Celo. Thì mình vào cái trang chủ của nó. Đây, cái trang chủ của nó thì các bạn thấy là nó cũng một cái giao diện rất là đơn giản. Rồi mình vào cái phần DApp của nó, đó thì nó hiện ra đây. Tức là mình muốn thường á, là trên một cái một là khi mà bạn theo dõi cái hệ sinh thái của Celo thì bạn theo dõi cái Twister của Celo, Twister chính của Celo. Còn Athen mà muốn nhanh á, thì Athen thường hay vào vào cái trang AMM đầu tiên của Celo. Là thường ở trên đó nó sẽ listing những cái coin trên nền tảng Celo sẵn. Đó, để Athen vào vào cái mục chart này nè. Đó. Dù gì mình cũng vào đây để mình xem các thông tin cơ bản của UB Swap, giá, transaction 24 giờ, rồi các cặp giao dịch, rồi fee. Đó. Thì Athen vào cái top token này nè, thì tất nhiên là sau này hiện tại thì cái chain Celo này nó có ít token, rất là ít token, cho nên là nó chỉ bọn vẹn là trong cái trang này thôi. Mai mốt nó nhiều token thì nó sẽ sang trang 1, trang 2, trang 3 gì đó. Đó thì mình sẽ thấy những cái token ở đây. Mình xem, tức là mình có cái nhìn tổng quan á. Thêm muốn cho các bạn có cái nhìn tổng quan, chẳng hạn như con Uber này có giá 1.5 đô nè. Đó. Volume 24 giờ của nó là 4,8 triệu đô nè, liquid 7,6 triệu. Thì những cái thông tin này là cái Athen cũng muốn các bạn chú ý khi mà tìm hiểu về hệ sinh thái của Celo. Đó. Còn Mola này là AMM AMM dạng thuộc chuyên category lending borrow. Volume 24 giờ là 667.000. Liquid 3 triệu, tức là mình xem cái này để mình biết nó như cái khối lượng giao dịch 24 giờ nó có lớn hay không, rồi cái thanh khoản nó có lớn hay không, để khi mà mình biết là cái token này nó có bị làm giá hay không, chẳng hạn như vậy. Đó, ví dụ là những cái con mà có khối lượng 24 giờ lớn kiểu này á, thì cái việc bạn xả 100.000 hay 100.000 đô thì nó cũng không ảnh hưởng mấy đến giá, chẳng hạn như vậy. Còn những cái con là mới mới ra này, ví dụ như Celo Starter là cái thanh khoản của nó có 122.000 thôi, thì tức là khi mà nó tăng á thì nó chỉ cần một cái lượng tiền nhỏ là nó sẽ tăng, và khi nó xả thì chỉ cần một lượng tiền nhỏ nó xả là bạn sẽ sấp mặt. Chẳng hạn như cái con này mới ra hôm qua này, MZBN này, thì Athen có thử mua thử một Celo MZBN. Một Celo thì nó không có
tức là mình mua một xe lô thì nó không ảnh hưởng mấy, một xe lô có 6 đô thôi, nhưng mà khi mà mình mua khoảng tầm 100 xe lô thôi là giá nó sẽ tăng 7% đó. Nó rất, thanh khoản của nó rất là thấp, thanh khoản 16.000 đô thì mình những cái kèo này rất là dễ bị làm giá. Hay là con SM Symmetric SEMM này, thanh khoản của nó rất là thấp, cho nên việc mà hôm qua anh thấy nó từ 14 đô nó tăng lên 20 24 đô là tăng cũng 70 80% gì đó, nhưng mà nhoằng cái là nó nếu mà bị xả đó là nó sẽ xuống liền này đó. Cho nên là Athens rất là hạn chế chơi những cái kèo này. Hoặc hoặc là mình có thể mạo hiểm mình bỏ khoảng 100 200 đô vô mình chơi kèo này, nó ít ít rất là nhanh, thì mình chốt với 100 200 đô, mà giả sử may mắn mà ít năm thì cũng là một cái kèo xổ số tốt dành cho những ai có vốn ít đó. Nhưng mà Athens đánh một kèo xổ số toàn là từ 2.000, 5.000 đến 10.000, thậm chí 20.000 đô thì Athens sẽ chọn những cái con có thanh khoản tốt. UB, Mola, UB là Amem Death, Mola là Amem Landing Barrow, Celo Starter là nền tảng lắp bát, SEMM đó là nền AMM của deck một cái dạng khác nữa. Rồi những cái con khác như Pool Cat là Lapis, hoặc là cái con nó thêm chú trọng là Mobius, nó là một đao. Con này Athen rất là thích cái cách của nó, mà volume 24 giờ lẫn liquid của nó đều cao. Tất nhiên là nó không cao bằng UB, cho nên là giá trị của nó vẫn vẫn còn, nhưng mà tùy người thôi. Ví dụ như nhiều người người ta nghĩ nó farm nhiều, nó ra nhiều thì token nó sẽ khó tăng giá, nhưng mà đó là góc nhìn cá nhân thôi, Athen cũng không khuyến khích mọi người mua đâu. Hiện tại thì cái hệ sinh thái của Celo nó đang còn ít ít người biết biết, cho nên là cái độ FOMO nó chưa có nhiều. Ví dụ như con UB Swap này có 6.800 follow trên Twitter, rồi con mua Pony đây. Thì con này nó chỉ có 2.600 thôi, so với những con khác được follow trên Twitter thì nó mấy chục ngàn, thậm chí là cả 100.000 follow, thì ít nhất là cái con này là chưa có nhiều người biết tới. Mà chưa có nhiều người biết tới thì khả năng Athens chỉ suy đoán là khả năng nó tăng giá còn còn rất là nhiều. Tức là cái độ FOMO của nó chưa có nhiều, người ta ít được biết, thì cái độ cái khả năng tăng giá của nó sau này nó vẫn còn, còn lên bao nhiêu thì anh thêm không biết. Rồi mấy con khác cũng vậy, con Mola cũng vậy. Thì bây giờ nè, trước khi mà tới giao dịch thử cho mọi người á, thì tất nhiên là theo phong cách của Athen ban đầu là Athen sẽ add con chắc. Bạn muốn add cái con nào vào MetaMask thì bạn cần search cái con đó trên CoinGecko hoặc là mà coin market cap để mình lấy cái con chắc. Con chắc của con Mobius đó là mạng Celo đây, con chắc mình chỉ cần click vô mình copy rồi mình vô đây mình thực hiện giống như lúc nãy, S token mình dán vô nó hiện ra Mobi rồi xong. Rồi ví dụ như con UB Quad đi, anh cũng add vô đây, copy add vô đó, add vô UB. Rồi còn một con nữa là Mola Market, đây Mola Market đúng chữ nha, khi nó ra cái chữ mô này thì nó có thể trùng với những cái con token khác đó. Mola là Mola này là MLA, Mola này là Mola Market, nó đúng cái tên thôi. Mình vào, và khi mình vào mình thấy nó cũng có cái Explorer Chain là Celo thì mình thấy con này nó mới đúng, còn nhiều lúc nó bị trùng thì các bạn phải để ý kỹ. Giao dịch lộn con là nó cũng nguy hiểm lắm á, lưu định lúc nào không biết. Rồi coi như là Athen đã add xong một vài token cơ bản của hệ sinh thái Celo rồi, bây giờ mình chỉ cần chuyển vào đây một ít Celo. Ok, Athen sẽ chuyển nha. Đây là cái ví nè,
thường á, là mấy cái ví của nó là sẽ trùng với nhau luôn, nó giống nhau á. Celo, BC, RSC, ETH nó đều trùng một cái ví, ví nó, tức là ví nó giống nhau á. Mình chuyển token là mình phải chọn đúng cái mạng nó mới đúng nha, đúng cái mạng thôi, đúng 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 cái chain á. Ok, I copy cái này. Bây giờ I sẽ chuyển một ít Celo vô đây để mình thực hiện giao dịch. Bạn đợi chút xíu. Các bạn có thể mua Celo ở một cái chỗ khác, ví dụ như là Binance, hoặc là mua từ bạn bè, và nhờ một ai một ít Celo gì đó, thì các bạn mua xong các bạn chuyển vô ví đó. Bây giờ áp thử chuyển vô 10 10 10 Celo nha. Đó, tại vì áp có một cái ví Celo khác ở trên Chrome á, mà áp cũng không có tiện sâu ví. Mà anh em nào mà đã xem cái livestream video số 4 thì đã thấy ví của áp rồi, thì áp sẽ lấy cái ví có Celo đó chuyển vô. Đó. Chuyển vô. Các bạn đợi chút xíu nha. Bây giờ anh đang bấm gửi nè, để xem bao nhiêu giây nó qua nha. 1, 2, 3, gửi. Rồi. Bên đây. 3 giây. Ủa, đó. 3 giây, 2 giây là bên đây nó nhận được luôn. Đó. Là ad sử dụng một cái MetaMask khác. Ad gửi Celo qua là chỉ khoảng 2-3 giây. Chưa kịp đếm là nó đã qua rồi. Đó. Thì bây giờ mình tiến hành giao dịch rất là dễ. Các bạn vào Uniswap lúc nãy á. Đây. Thì các bạn connect ví nha, connect ví. Tức là mình kết nối cái app của Uniswap này là mình kết nối vô MetaMask thôi. Đó, chọn MetaMask. Bấm next. Connect. Rồi xong. Thì mình sẽ chọn token. Nãy mình giả sử như mình muốn mua con Juve đi. Thì mình đang có Celo. Mình đang có 10 10 Celo, mình muốn mua con Juve đâu. Mua con Mobi trước đi. Đó. Thì hiện tại á là giá của cái con Mobi á, thì mình vẫn có thể check trực tiếp ở trên trên cái khung này luôn. Ví dụ như mình chọn con Mobi, rồi mình chọn cái đồng stablecoin là CUSD, mình chọn đây. Thường là đó là cái cách check cơ bản của một cái đồng coin nào đó, nếu mà bạn không có xem thống kê tổng quát đó, thì nó một Mobi nó đang là 0.46 đô, thì ở bên đây cũng vậy nè. Đó, bên đây thì nó lệch một chút xíu 0.47, nhưng mà ở đây thì nó chính xác hơn. Thì một số bạn thì chơi trên stablecoin thì nó an toàn hơn, thì các bạn có thể chọn bằng stablecoin. Cái con CUSD này á, là nó đã từng được list ở KuCoin á, tức là nếu mà đâu để mình xem kỹ lại nha. Mình chọn Celo đô la này. Mình vô đây. KuCoin, OKCoin, BitGet. Ok, thì nó có ở đây rồi. Nó có ở KuCoin rồi, thì nếu mà bạn muốn chơi an toàn thì bạn sẽ phải chuẩn bị một ít Celo làm phi. Thường thì bạn chỉ chuẩn bị khoảng tầm 0,1 Celo, 0,2 Celo là được. Tức là nó vào khoảng 0,6, 0,7 đô là dư giao dịch rồi. Và sau đó là bạn rút CUSD từ sàn KuCoin về về cũng cái ví này luôn nha. Ví dụ như toàn bộ các token này nè đều chung một cái ví này hết, cho nên là bạn chỉ cần bạn lấy cái ví này rồi bạn rút đúng cái token về thì ở đây nó sẽ nhận được. Đó, bạn rút CUSD từ KuCoin về, bạn chọn mạng Celo là cũng địa chỉ ví này luôn, thì ở cái mục CUSD này nó sẽ hiện lên cái số coin mà bạn rút từ KuCoin. Đó. Athen thì thường hay dùng Celo luôn, tại vì bản thân Athen đánh giá là con Celo này nó ngon, cho nên là Athen mua rất là nhiều Celo để vừa giao dịch vừa tìm game mà vừa chữ luôn. Nếu mà lỡ lỡ không may mà nó có ít 2 ít 3 thì Athen tự hưởng, còn anh em nào mà không tin tưởng vào
cái con Celo này thì tốt nhất là đừng 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 vào. Có trong lại bảo Athen là cổ vũ mua kèo cho Đu Đỉnh, thì lúc đấy Athen lại lại buồn, vì có ai ép mình đâu, tiền trong túi mình thì mình tự quản thôi chứ. Người cho kèo thì người ta cho kèo cũng chả được lợi ích gì được từ từ các bạn hết. Người ta cũng giao dịch thôi, người ta giao dịch mà người ta ăn thì người ta hưởng, còn người ta thua thì người ta cũng 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 đu đỉnh giống như bạn thôi chứ. Chứ tự dưng nếu mà bạn giao dịch mà bạn ăn thì Athen cũng có được hưởng sái cái gì đâu. Mà các bạn cứ chê chắc những cái kèo Athen cho chẳng hạn như vậy. Ok thì quay trở lại nhé, thì Athen có Celo thì ở bên trên là Athen sẽ chọn Celo, ở bên dưới Athen sẽ chọn Mobi trước đi. Mobi đó thì Athen mua một, Athen bỏ một Celo, Athen sẽ được 10 15 Mobi. Đầu tiên là Athen phải cho phép cái mạng này sử dụng Celo của mình trước bằng cách upload Celo đó. Rồi upload, cái phí của nó là 0.00047 Celo, là gần như là bằng không. Cho nên là lúc nãy Athen mới nói là bạn chỉ cần chuẩn bị 0,1 Celo là dư làm phí rồi. Rồi upload xong là cái nút này nó sẽ hiển thị lên. Rồi mình tiến hành là mình ấn vô rồi mình xác nhận. MetaMask sẽ trả lại một câu trả lời là bạn có đồng ý mua hay không với cái mức phí cụ thể. Đó, mức phí là 0.00124 Celo. Mình nhấn OK. Rồi đây nè, nó lát lên đi nè, khoảng vài giây nó xong đó là nó sẽ đó, nó sẽ trừ một Celo của Athen rồi đó, là mình sẽ được 15.4 Mobi. Đây mình, cái này là activity, là những hoạt động mình theo dõi cái transaction của cái ví này. Còn đây đây mình có 15.4 rồi. Đó, rồi cách mua UB hay là bất kỳ một token khác cũng vậy đó. UB thì mình chọn UB đây. Đây rồi mình chọn một 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 Celo, thì lúc nãy Athen có cho phép sử dụng cái Celo rồi, thì bây giờ cái chỗ này nó không cần phải hiển thị nữa, không cần hiển thị nữa. Đó, bây giờ mình cần như nhấn swap thôi, một Celo bằng 4,98 swap, ấn vô rồi. À mà khoan, cái để Athen nói thêm cái này nữa để cho mọi người chú ý. Athen hủy giao dịch này bằng cách reset nha. Đó thì khi mà mình ấn vô swap này nè, mình cái coin nào mà có thanh khoản cao á là cái price của nó, tức là cái giá của nó, cái biên độ dao động của nó chỉ thấp hơn 0.01%. Nếu mà mình đổi một Celo lấy 4.98 UB WAPS, đó là cái biên độ dao động của nó chỉ dưới 0.01% thôi. Nhưng mà nếu mà bạn mua một 10.000 Celo đổi lấy UB swap, tức là cái biên độ dao động của nó có thể bị hụt 1,1%. Đó tức là khi mà bạn lấy giá Celo bạn chia cho giá UB, bạn sẽ được cái con số đó. Nhưng mà khi mà mình giao dịch một số lượng lớn là nó sẽ bị hao hụt một số nào đó. Thì khi mà mình mua ví dụ như 10.000 Celo thì sẽ được 49.316 UB, thì nó sẽ bị hụt mất 1.11%. Mình phải để ý cái đó để làm gì, để mình biết được là, tức là lúc nãy Athen có nói về cái độ thanh khoản á, ví dụ như con SEMM hoặc là cái con mới là Mnet. Đâu rồi, để xem lại nha. Đây mấy con thanh khoản thấp nè, MSBN hoặc SMMM nha, SIMM, SIMM, ok. Đó ví dụ như Athen mua 100 là nó sẽ bị trượt giá 4,57% luôn. Đó là có 100 Celo thôi, 100 Celo là khoảng tầm 700 đô chứ mấy. Nếu mà mua 1.000 trượt giá 30%. Đó kèo mà các bạn thấy là cái mà lúc nãy Athen nhắc về cái độ thanh khoản đó, là nếu mà các bạn mua 1.000 Celo đổi lấy cái đồng token này
thì tương đương với độ trượt giá bạn sẽ bị mất là 32%. Là giả sử như cái coin này nó phải tăng 30% thì bạn mới tức là nó bạn mới kiểu như là bạn không mua đúng cái giá của nó, cái giá ví dụ như cái giá của nó là 21 đô, 21 đô thì bạn mua 1.000 này thì nó sẽ bị mất 30% cái số token SEM. Cho nên là thành không có chơi những cái kèo này là như vậy, nó rất là rủi ro. Hoặc là trừ khi bạn chỉ vào 10 đô, 20 đô, và nếu mà cũng có nhiều người mà vô tình người ta chơi mà người ta không để ý thì vô tình nó sẽ đẩy token và giá lên cao, thì bạn cũng có thể ít 10 chẳng hạn như vậy. Đó là một cái tip nhỏ mà thêm muốn cho anh em biết. Mình trở lại là cái con Uber Swap là có limit cao này. Limit của nó là 7,6 triệu đô. Còn cái Celo với Mola này thì khỏi nói rồi. Limit rất là lớn. Cái này là stable coin, còn cái này là cái token Celo á. Cái Uber này thì 7,6 triệu. Cho nên là mình mua mình rất bị ít trượt giá. Thêm mua một nó vẫn là 4,98 swap, nhấn độ trượt giá là 0,01%, nhỏ hơn 0,01%. Rồi đó là một lát nữa là nó sẽ thành công rồi, bạn đã có bốn bốn UB. Thì bây giờ bạn lấy cái UB này bạn muốn bán ra stable coin thì bạn chỉ việc chọn và bạn thực hiện những cái giao dịch như vậy thôi. Thì các cái giao dịch kiểu vậy nó rất là đơn giản đó. Nếu mà bạn mà sợ bit sập, sợ Celo sập hay là gì mà bạn chốt lời thì bạn có thể tạm thời chốt lời ra C dưới đi, rồi sau đó là bạn muốn chuyển về Unity là thì bạn chuyển về KuCoin á, sau đó là bạn swap C dưới đi thành USDT là được. Ví dụ như là các bán 4,98 USD này là được 7,19 CUSD này. Đó. Khá là dễ dàng, cái thao tác này cũng rất là đơn giản. Nhưng mà đơn giản như vậy mà nhiều khi là giả sử như không biết làm á thì tốt nhất á là các bạn nên học để mình có một kiến thức basic cơ bản để mình thực hiện những cái giao dịch này. Lỡ mà có một cái kèo game nào đó ở bất kỳ một cái group nào hoặc là trên channel của BTA, channel chơi coi BTA, thì các bạn có thể giao dịch kiếm kèo ít em ít ít đó, dễ dàng hơn. Rồi bây giờ thay đổi đổi ra đô. Quá là đơn giản đúng không? Chờ nó xác nhận giao dịch xong là nó sẽ đó là xong. Vậy thì bây giờ là số dư của bạn là đã có đây, số dư Celo còn lại sau khi sử dụng hai Celo và một ít phí thì nó còn 0,00096 này, rất là thoải mái để chống bài giao dịch nha. Đó. Bây giờ là hiện là số dư đô này, UB thì nãy bán rồi, Mobi thì còn này, đó thì khi mà bạn muốn gửi cái token này lên sàn, nó mốt giả sử như nó list sàn Centralize, ví dụ như KuCoin hay là một số cái sàn khác, thì các bạn có thể chuyển lên trên đó bán hoặc là để đây bán được. Thường thì anh nghĩ là để đây là được. Còn nếu mà các bạn muốn yên tâm mà đặt đặt lệnh nhé, thì các bạn phải chuyển lên cái sàn Centralize đó để các bạn đặt đặt lệnh. Ví dụ như các bạn đặt lệnh ít năm đi thì mình không cần phải canh canh giá nữa. Thì lúc đó khác. Còn hiện tại thì mấy token này nó chưa được list lên những cái sàn sàn SEC đó, sàn Centralize á, cho nên là các bạn thấy giá nào nó ổn áp thì các bạn theo dõi hàng ngày thì các bạn sẽ thấy giá nó tăng giảm, rồi các bạn chốt lời tùy một vậy thôi. Nếu mà mua được giá tốt thì chốt lời tùy một đó. Thì chuyển cách chuyển lên cũng dễ, các bạn vào một cái token nào đó ví dụ như Celo, các bạn nhấn gửi
rồi các bạn lấy cái địa chỉ đó thôi là được, cái địa chỉ mà trên sàn đó là được, nhấn vô gửi làm theo thao tác các trình tự là xong đó. Thì qua cái video này thì Athen hy vọng là các bạn đã biết cái cách sử dụng Solochain, Solochain Mainnet, thì các bạn có thể giao dịch các đồng token trong cái hệ sinh thái của nó một cách dễ dàng hơn đó. Thì biết đâu sau này nó ra một cái đồng token nào đó mà nó rất là hot, nó phục vụ một cái chức năng quan trọng nào đó trong cái hệ sinh thái của Solo. Mà trong quá trình tìm game trong video 4 thì Athen cũng đã chỉ cách các bạn rồi. Nếu như các bạn tìm ra game đó thì các bạn có thể thử may mắn là mua tại cái thời điểm mà nó mới ra mắt luôn á. Thì bao giờ cũng vậy, là giá lúc đấy nó sẽ có một cái giá tốt nhất. Chẳng hạn như con Mobi này trong video 04 thì Athen đã nói rồi, Athen mua lúc nó vừa mới list sàn Yube luôn, thì nó bung một quả lên 0.5, sau đó nó rơi về 0.15 đến 0.17, thì Athen may mắn mua cái đoạn 0.17 đến 0.2. Lúc đó thì nó chưa có contract, nó chưa xuất hiện lên trên có cái cô, làm sao mà Athen dám cho anh em kèo được. Athen chỉ có chat ở trên nhóm BT Club Grand thôi, là có nhắc lại hai lần, lúc đấy là đang có giá đẹp. Sau khi mà nó có tính legit hợp pháp, nó tương tác với bên Solo ok, tức là Twitter chính của Solo, thì Athen mới 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 cho mọi người cái kèo số số 5 và số 6, kèo số số là lúc đấy là Mobi nó đang có giá 0.29 đô, còn UBE đang có giá 0.84 đô đó. Thì bây giờ thì nó đã tăng lên rồi, hồi sáng thấy tăng lên 1.56, là gần như là gần ít2 rồi. Con Mola này cũng vậy nè, con Mola này cũng ngon nè, liquid cao nè, volume 24 giờ cũng cao nè, tăng trưởng tốt. Cái hôm mà Then cho kèo thì thấy con Mola này nó giá 0.14 đô, lúc sau nó sau khi cho kèo xong thì nó xuống 0.12 đô đó, cũng vã mập ta nếu mà cho kèo. Nhưng mà tính ra thì nó như nhau thôi, lúc đấy con Yube là 0.9 đô, nó rớt về 0.74 đô, thì cũng giống như con này nó rớt về, thì hôm nay thì nó lên 2.78 đô. Đó là con Mola này là ít2 từ cái đợt điều chỉnh đó, mà con Yube này tính ra là cũng ít2, 0.7 nó xuống 0.74, 0.76. Thì bây giờ là cái giá này thì cũng ít2. Con Mobi cũng vậy, mấy hôm trước nó 0.6 đô, 0.6, 0.7 đô, giờ còn 0.47 đô, là cũng bất kỳ một coin nào cũng vậy, nó sẽ có một chu kỳ điều chỉnh như vậy thôi. Đó. Chỉ cần con Celo mà nó tăng theo đúng Athen nguyện vọng á, Athen thực sự là không biết là nó có tăng tới điểm đó hay không nha. Mà tất cả là một sự lựa chọn mà high risk high return. Nếu như mà bạn tin con Celo nó tăng thì bạn hãy vào những con hệ sinh thái của nó, hoặc là vào chính cái con chủ Solo luôn. Còn nếu mà bạn không tin á, thì tốt nhất là đừng có chơi. Bạn nghĩ nó sập á, thì thường là con chủ vật chủ mà sập thì ký sinh nó cũng chết, ký sinh ở trên đó nó cũng chết theo đó. Một lý luận đơn giản thôi, còn tin thì vào, không tin thì thôi, không ai ép, đừng có anti ép nhé. Ad cũng không có cổ vũ anh em vào đâu. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi cái video này. Athen sẽ tiếp tục chia sẻ những cái kinh nghiệm cá nhân và từ việc mấy năm Athen tham gia thị trường này, nó hình thành một cái series Athen sẽ ráng làm cho nó chuyên nghiệp, nhưng mà phong cách của Athen thì nó hơi bị dở dở chút xíu. Các cái kiểu quay video nó cũng khá là đơn giản, nó không có có đẹp như những chỗ khác, nhưng mà nó chân chất, nó chân thật. Nếu mà anh em có yêu quý thì hãy nhấn subscribe, theo dõi kênh BDay, YouTube của BDay. Mình sẽ thấy những cái video mà team chuẩn bị up lên trên đây. Đó, là những cái hướng dẫn thì Athen sẽ chọn ở đây, còn những cái MA hay là chuyên phỏng vấn dự án là cũng có những cái mà mình rất là cần thiết để mình theo dõi dự án hay hàng như vậy. Team BD sẽ mời những dự án về để làm thực hiện MA như vậy, rồi hay vẽ lên list là những cái video Athen
làm để chia sẻ cho anh em cách cái kinh nghiệm cá nhân của thêm. Nếu mà anh em thấy hay thì anh em có thể xét để mình, tức là mình có thể xem thêm có cái này hay thì mình có thể áp dụng cho chiến lược của bản thân hay không. Nếu mà áp dụng được á thì áp dụng, còn khó không áp dụng được thì thôi mình xem cho vui thôi nha. Xin chào toàn thể anh em, nên tắt màn hình đây. Xin chào, bye bye.